tiếp nối cái mối đó quá. Giờ Tiết Anh cũng đi làm mà, cũng đâu có nhiều thì giờ. Quý vị có hỏi gì thì hỏi ha, trong khi mình chờ có còn ai vô nữa không? Bữa nay học về khổ đau. Tưởng đâu bữa nay con mình tôi khổ đau chứ, giờ vô cũng được nhiều nhiều nè. Chỉ với chồng chỉ là bán quán ăn ở tại nhà. Cũng cũng có những cái khung giờ được nghỉ. Ok. Hình như cái đợt cuốn Trường Bộ Kinh tập 1 là Tân thỉnh giùm cô phải không ta? Tân gửi về cho cô đúng không ta? Tại vì với những cái cuốn mà tôi không có cái ấn tượng là tôi là cái người đi thỉnh ha, hoặc là tôi điền cái form tôi thỉnh, thì chắc chỉ có mỗi cái mối là từ Tân thôi. Trường Bộ Kinh của Sư Chánh Thân à. Chờ xíu để xịt cái họng nghe, nó muốn bệnh nè. Đầu tháng 6 thì cô sẽ ghé ngang một vài chùa ở thành phố Hồ Chí Minh, thì dĩ nhiên là sẽ có những cái chùa mà liên quan dính líu nhiều đến sách vở học hành rồi. Rồi sau đó thì đi Vũng Tàu thì cũng ghé chỗ của sư Chánh Minh, rồi thiền viện Bồ Đề. Thấy để ở trên mạng là sư Định Phúc, mà sao thấy sư Định Phúc cũng đi đó đi đây nhiều. Không biết sao mà ở khu vực Vũng Tàu rồi rộng ra, gần gần nó cũng có nhiều chùa. Thay ra qua đà rồi sau đó vòng về Vĩnh Long, rồi sau đó là về nhà cô thì ở Bình Dương có một chùa ở trên Google á nha. Thì để thiền viện Bồ Đề là sư Định Phúc. Thực ra là cái hồi lúc mà cô học tiếng Pali ở ngoài chùa, ở ngoài Vũng Tàu á, là sư Định Phúc cũng ở ngoài chùa, ở ngoài đấy. Rồi cũng hay đi đi về về. Tại vì sư Định Phúc cũng là đệ tử F3, F4 gì đó của sư Tịnh Sự á. Cho nên là cũng có cái mối giao hữu gần gũi với chỗ chùa Siêu Lý và những cái quý vị thuộc các cái thế hệ học trò của sư Tịnh Sự. Vũng Tàu đi đâu đó tầm khoảng ngày 12, 13, 14 đâu đó chứ anh. Trúc Lâm ha. Sư Định Phúc cũng hay đi đây đi đó lắm. Ai với ai không? Cái này thì hoặc là mình đọc sách nhiều thì những cái tên này sẽ có cái sự xuất hiện thì mình nhớ, hoặc là mình gặp ở ngoài đời, hoặc là mình vừa đọc sách mình vừa gặp ngoài. Vậy đó hả? Không nhớ, giờ cô không có nhớ là cái cuốn đó làm sao mà nó có nữa. Tại vì
Hỏi lại coi cái cuốn một sao mà nó có để biết đường thỉnh cuốn hai. Chứ không có gì hết trơn á. Ok Tân. Rồi, hỏi gì không trước khi mình bắt đầu quý vị? Béo là ở bên nhà đó hả con? Chứ đâu có cần phải chạy từ trung tâm về hả? Ok. Một lần nào đó mà gặp lại anh Béo chắc tôi nhận không không ra nó nữa quá quý vị ơi. Lớn. Lớn quá chừng lớn rồi. Ai nói gì đâu, nó lớn thôi mà. Chuyện dài theo ngày á. Sau này vắng vậy hả? À, thường là có ký nữa. Rồi thường là có hai mối mang nữa. Mà một mối thì đã ra đi, còn một mối thì không biết là núp lùm ở đâu rồi. Cho nên con thấy nó thưa vắng là vậy đó. Ok. Rồi, bữa nay vô phần khổ đau ha. Bữa nay khổ là khổ từ đầu cho đến cuối luôn á. Mình mà học xong cái phần khổ này là mình qua cái phẩm khác luôn á. Cũng có khi ha. Mình nghĩ trước khi mình khổ không, mà không biết cái nào nó khổ hơn cái nào. À đúng rồi, bữa nay thường có Vivi nữa. À, mà lúc này em cũng lặn mất mất tiêu. Nhiều lúc mình không lẽ mình phải nói chuyện tâm linh chứ. Sao mấy cái bà đàn đàn bà này mắc mệt quá ha. Sọc ha. Sao lúc này toàn là mấy cái bà đàn bà rớt ra không ha. Mắc mệt dễ sợ luôn á. Ráng nam nam tính lên nha tiếng Anh. Tân là đàn gì không biết, thầy Dũng chỉnh lại giùm đi cho nó đừng có rớt không, chứ nó cũng đàn dở lắm á. Ơn tiếng Anh nó đọ nam mà nó đọ ai mà nó đọ Duyên Tân. Sao cô thấy tương lai bắt đầu nó mù mịt rồi đó tiếng Anh. Rồi, bữa nay mình nói vô cái phần đút khác ha. Thì ở đây mình cũng phân loại ra thành ba nhóm. Thứ nhất là khổ thánh đế, thứ hai là khổ thọ, và thứ ba là khổ tướng. Vậy thì mình đang ở cái phần để nói là chứ mấy đen quý vị quên không biết là mình đã học cái gì. Vô thấy khổ không, nói ủa sao bữa nay mình học cái tiết khổ ha. Mình đang học tiết tăng chi bộ kinh nha quý vị.
mình đang tới cái phần là tâm không được ràng giũa, không được tấn tiến miên mật, thì đưa đến khổ đau. Và cái khổ đau được nói trong cái đoạn này, trong cái bài kinh này, là cái nhóm khổ đau thứ hai, đó là khổ thọ, đúc khá, huệ đá nạ. Mình mở rộng ra để mình nói về hai cái loại còn lại, loại số 1 và loại số 3. Loại số 1 là khổ thánh đế, đúc khá, à ri giá, sắc giá. Đúc khá là khổ ha, à ri giá là thánh ha, sắc giá là sự thật, gọi là đế, khổ thánh đế. Vậy thì khổ thánh đế là cái loại khổ được bậc thánh ghi nhận và thuyết giảng, chứ bậc thánh không có tạo ra khổ nha quý vị. Tôi nghe cái chỗ này nó rất là bình dị, nhưng mà tôi rất là tâm đắc, tại vì sư sáng có cái sự nhấn mạnh đó là Đức Phật không có chế ra khổ tập diệt đạo, không. Nhiều lúc mà mình đi theo cái con đường mà tín, cái mình nói trời ơi, Đức Phật là cái người chế ra con đường để diệt khổ, Đức Phật là cái người chế ra cái trạng thái diệt tắc khổ. Mình đi nữa là mình sai, không? Cái người ta suy luận, ồ vậy Phật chế ra tứ thánh đế luôn không? Không có một cái ông Phật nào mà chế ra khổ đế nha quý vị. Trời ơi, nhớ nghe. Nào, cái chỗ đó là một cái chỗ phải hết sức là nhấn mạnh luôn đó. Chứ mình đi theo cái đà mà mình tín ngưỡng đó, mình đội lên đầu cái mình chét chét chi chi đó, mình dễ thắng không có kịp lắm. Hiểu không? Đó. Thì bậc thánh, hay là mình nói chung, tại vì trong các cái danh xưng của Đức Phật thì cũng có bậc A-ra-hằng, bậc thánh, là những vị ghi nhận và thuyết giảng về khổ thánh đế. Và nó phải đi chung với một cái bộ tứ của nó, là tứ thánh đế đó, là gồm có tập khổ thánh đế. Tập là nguyên nhân, là tập khởi ha. Diệt khổ thánh đế và đạo thánh đế. Là khổ tập diệt đạo đó. Cái đó là một cái cách nói tắt ha. Khi mình nói cho nó đầy đủ ra, đó là khổ thánh đế, tập khổ thánh đế, diệt khổ thánh đế và đạo thánh đế. Thì nó là cái bộ tứ của nó. Nào quý vị ghi xong cái phần màu cam cam này đi, cái mình kéo xuống dưới cái phần chú giải chữ nhỏ nhỏ ha. Kịp cái ý mà Đức Phật không có chế ra khổ thánh đế không? Để tốt bên đó nó nghe cà giật cà lùi, cái nó nói ông Phật của tôi là người chế ra hết luôn á. Tứ thánh đế là Đức Phật chế ra hết là chết nha, nha tốt ơi. Em bên đó em nghe là cũng hay bị rộn lắm. Okay. Mà khi mà mình dùng cái từ là khổ đế thì nó cũng chưa có chính xác nha quý vị, nó phải là khổ thánh đế ha. Tại vì nếu như không có cái sự thành tựu của các bậc thánh thì không có ai có cái sự ghi nhận được điều đó và giảng về điều đó, giảng về cái bộ tứ này cho mình hết ha. Rồi giờ mình kéo xuống cái phần chú giải nè, cái phần chú thích thêm nè. Thì ở đây có trích cho quý vị thấy hương, thấy hòa. Thứ nhất là về khổ thánh đế. Thì bây giờ mình có cái sự định nghĩa theo kinh và cái sự định nghĩa theo vi diệu pháp. Cả hai cái định nghĩa theo kinh và định nghĩa theo vi diệu pháp này thì nó đều nằm ở trong vi diệu pháp nha quý vị. Nó đều nằm ở trong vi diệu pháp. Nó nằm ở trong cái bộ song đối á. Nó nằm ở trong cái phần đế song á. Có hai sự chọn lựa luôn trong tạng vi diệu pháp.
một cái là định nghĩa theo kinh, một cái là định nghĩa theo vi diệu pháp. Và ở đây có thêm hai cái sự chọn lựa cho quý vị là theo ban tu chỉnh và theo sư tịnh sự. À, cái này thì nó rất là quen, là nhất là đi theo cái con đường kinh này nè, là quý vị nghe vô là quý vị thấy quen liền. Xin lỗi, trong bộ phân tích ha, ở đây khổ thánh đế là thế nào? Khổ, cái này, cái quýnh số này là tôi quýnh thêm nha quý vị, cho nó rõ ha. Thứ nhất, khổ sanh. Hai là khổ già. Ba là khổ chết. Bốn là khổ sầu, bi, ưu, ai. Năm là khổ hội họp với vật không yêu thích. Thứ sáu là khổ xa lìa vật yêu thích. Thứ bảy là khổ không được điều mong muốn. Tóm lại, tám, khổ năm thủ uẩn. Có năm uẩn và có cái sự chấp giữ, chấp thủ vào trong năm uẩn. Thì nó là cái khổ thánh đế thứ tám. Cái đó là định nghĩa theo kinh. Lưu ý ha, bộ phân tích ha. Hồi nãy tôi có nói nhầm cái chỗ đó. Rồi sư tịnh sự nè. Cái này thì nó quen với quý vị hơn. Khổ thánh đế đó ra sao? Sanh khổ, già khổ, tử khổ, sầu khóc khổ, ưu ai ái biệt ly, khổ án tấn hội, khổ cầu bắt đắc, khổ tóm tắt ngũ thủ uẩn, khổ tám món. Kề tới đầu cái quý vị có cái sự hình dung không? Cái gì chứ, cái chuyện mà mình phải ở gần á, mình phải có cái sự thân cận á, mình có cái sự chung chạ với những cái thứ, với những cái người mà mình không ưa, mình không thích á, và mình không biết cái cách nào để mà mình vượt qua được tất cả những cái sự không ưa, không thích đó. Chịu không nổi hay tiếng Anh ha? Đó. Một trong tám món. Rồi theo vi diệu pháp làm sao? Này thì quý vị phải học vô nữa, tại vì nó có nhiều cái thuật ngữ ha. Nó có nhiều cái thuật ngữ. Mình đọc qua cho biết ha, cho nên tôi để chữ nhỏ nhỏ, không có đưa vô bài học chính thống. Nhờ đen đó con, nhờ đen đó. Cho nên là mình không lủi vào trong cái đêm đông mù mịt để mà mình đi nữa, tại nó đen đủ rồi, hiểu không? Mà nó không có cái phần khổ này, không nói về cái phần khổ này, mình đâu có mong muốn mình tìm hiểu cái tập đế, mình đâu có mong muốn mình tìm hiểu cái con đường đạo và cái trạng thái diệt tắt được cái khổ đau. Hình dung không? Đó. Có những cái sự đen cần thiết không? Để nó không dẫn đến những cái sự đen hơn. Đó. Trời ơi, thiệt chứ. Thích Anh dài phải không? Thích Anh là đưa cái chất liệu để mà làm giáo dục phải không? Được, có cái sự phối hợp với giảng sư. Rồi, theo vi diệu pháp nè, cái phiên bản của ban tu chỉnh trước ha. Ở đây, thế nào là khổ? Các phiền não còn lại, các pháp bất thiện còn lại, ba căn thiện cảnh lậu, các pháp thiện cảnh lậu còn lại, các vị thục cảnh lậu của pháp thiện, bất thiện, các pháp thành tố phi thiện, phi bất thiện quả nghiệp, tất cả sắc. Đây thì gọi là khổ. Còn mẹ gì nữa đâu. Dành với sắc có hết rồi. Bất thiện, thiện, phi bất thiện, phi thiện. Còn mẹ gì nữa đâu. Không. Chỉ có thể nói như vậy thôi. Còn lại niết bàn. Đó. Bây giờ cái phiên bản của sự tịnh sự nè. Khổ đó ra sao? Tất cả sắc pháp và pháp thành tố, tư thiện, tư bất thiện, quả nghiệp trong đời và tất cả pháp thiện, cả ba nhân thiện thuộc về cảnh lậu với phiền não, luôn với bất thiện ngoài tham, như thế gọi là khổ.
Tôi đố quý vị chứ tại sao phải ngoài tham? Cái này mà ai có đọc qua cái bộ Sông Đói đó thì nhẹ nhàng chút. Sao phải ngoài tham? Thôi ghi lại bên đó đi để chờ giờ của thầy Dũng hỏi. Cho nên á, cho đến bây giờ luôn và trong rất nhiều những cái cảnh huống á, tôi luôn luôn nhắc lại một cái ý. Đó là vào cái thời điểm mà tôi chọn và tôi phát nguyện về cái việc đi theo cái hạnh nguyện và thực hành Ba La Mật. Thì một cái cụm mà tôi ấn tượng sâu sắc, tôi thấy cái sự nhân văn tột độ. Tôi thấy một cái sự đúng đắn vô cùng tận. Tức là mình có một cái cảm giác là cho dù mình như thế nào thì mình cũng không có bị ra rìa, hiểu không? Đó là cái gì? Khi mà thực hành Ba La Mật á, thì cả trong thiện và cả trong bất thiện phải vượt lên, phải làm chuyện cần làm, phải làm, nên làm, mượn cái đó để mà đi tiếp, để đi đến đích, là vượt cái khổ này nè. Để mà sang cái bờ bên kia. Đó. Hiểu không? Tức là từ hồi trước giờ á, luôn luôn có cái sự sợ hãi, kỳ thị, xa lánh, bất thiện. Mà cũng đâu có được gì đâu. Đó. Cái trọng yếu là phải có cái thứ gì nó dẫn dắt để đi ra, không, chứ không phải là đi qua đi lỡ. À. Được ha, chỗ này cho quý vị thấy hương thấy hoa thôi, không chứ cũng không có cần phải ghi, không cần phải thuộc. Chắc là thời gian sắp tới thì cũng sẽ học tới đây thôi, cũng sẽ biết về những cái điều này từ từ ha, từ từ. Cần nó sống dài lắm thì Dũng giận cái đó là thừa đó. Trời long đất lở chứ làm sao mà hoại được phước của người Tân. Tiếng Pali nữa ha. Để tiếng Pali cho quý vị nào cần lưu cho đủ bộ. Tiếng Pali của một phần kinh với lại một cái phần vi diệu pháp. À. Đó, đó là về phần khổ thánh đế ha. Thì một xíu nữa xuống dưới sẽ có những cái câu tâm ý là cho quý vị ha, sẽ có những cái câu tâm ý cho quý vị. Là coi cái nào nó liên đới với cái nào, một phần của cái nào nó thuộc vào trong cái nào, không? Xuân dưới cũng cũng sẽ tâm cái chỗ đó cho quý vị. Chưa nghĩ ra hả? Nó mang tính chất hết sức là lố xịch luôn đó con. Rồi, hạng mục số 2, khổ thọ, nhân vật chính trong cái bài kinh mà mình đang học, không? Thì sắp tới trong siêu lý mẫu giáo đó thì mình cũng sẽ học tới phần này. Giờ là con
còn đang hỷ lạc không, âm âm rầm rầm ri rào á. Rồi khổ thọ đúc khát quê đá nà, mình cũng đi theo tứ ý nghĩa ha. Trạng thái là cái sự lãnh nạp, hưởng cảnh xúc bất khả hỷ. Ừ, chưa dám vô khổ ha. Sợ vô đó tiếng Anh nó ghiền á, tao nó ngán chứ tiếng Anh nó ghiền. Cái gì chứ khổ đau gây cấn anh hùng sao lộ rồi là tiếng Anh nó hốt hả? Rồi, phận sự của khổ thọ làm cho danh tương ưng héo mòn tàn đi tiều tụy. Đó là phận sự của nó. Thành tựu hiện bài thân đau đớn. Nhân cận sắc thân thanh triệt, hay là thân quyền, tức là có thân quyền thì mới có cái sự phát sinh lên khổ thọ. Đó là nhân cận, tư ý nghĩa của khổ thọ. Thì cái này là mình có thể dùng cái giai đoạn thứ bảy nè, cái giai đoạn mà mình liên hệ ra hiệp thế nè, nhiều lắm. Cái sự đau đớn về thân không, bất khả hỷ nè, héo mòn tàn đi đồ, mồ hôi nhễ nhại đồ, mỡ rớt tổng tổng đồ, tăng này tăng rành lắm. Cũng phải nếm cái sự đời chứ không, chứ có đâu mà đẻ ra sống mấy chục năm trên đời toàn là hỷ lạc không sao được. Rồi cuộc đời này ai tu giùm mình đó, cũng phải trải khổ thọ đó. Và sau cùng là khổ tức dukkha lakkhana. Thì tất cả các hành đều khổ, thì cái khổ trong tất cả các hành này là khổ tức. Hổm tăng cũng có hỏi chỗ này nè, sabbe sankhara dukkha. Thì nó là khổ tức ha. Là có cái sự tạo tác là có khổ tức, chưa dừng dứt khỏi trên con đường luân hồi là có khổ tức. Ghi ha, chờ quý vị ghi á, rồi mình mới kéo xuống dưới mình coi chú thích nè. Chú thích này nó cũng ngắn thôi, trong cái phần của sư Giác Giới nói về các cái tính chất của khổ tước. Sư nào mà dịch sách, viết sách đó mà kèm theo tiếng Pali á, rồi kèm theo cái sự chú thích của cái tiếng Pali đó nằm ở đâu á, trời ơi hoan hỷ vô cùng. Ban tu chỉnh á, họ hầu như là họ làm được cái chuyện đấy. Là họ có dẫn nguồn tiếng Pali của thuật ngữ và của cái đoạn mà họ dịch đó. Mình biết là đến khi nào mình quay trở lại mình tra đó, mình dịch kỹ lại á thì nó đỡ hơn. Thì những cái gì mà tóm tắt ở trên đây thì nó dựa trên những cái tài liệu và những cái nguồn này ha quý vị ha. Quý vị nào có tìm hiểu thì cũng có thể lưu lại. Nhờ soạn cái chỗ này mà tôi có cái câu đố cho quý vị đó, là cái bài kinh chuyển Pháp Luân nó nằm ở đâu á. Nó nằm một cái chỗ hết sức bí hiểm luôn. Không ai cười ha ha, chắc còn đang ghi bên đó ha.
Ok, thích ăn. Chú thích thêm về khổ tướng hay là tướng khổ nè? Có bốn ý nghĩa. Luôn bức xúc, khó chịu đựng, căn nguyên của đau khổ, trái nghĩa với lạc. Chờ Tăng nó nhắn lên nó phản hồi câu của thầy Dũng cái chứ để Tân nó quên mất là trường bộ, là phân loại theo cái độ dài. Còn trong khi đó nguyên một cái bài kinh chuyển pháp luân nó còn chút nặng nè, bỏ vô nó còn chưa có phỉ cái phẩm đó nữa. Con đừng có phát một cái ý nguyện là một cái đời kiếp nào đó ra con chỉnh là kinh nha Tân. Đang đang bình yên nha con. Rồi mình có ba cái ý tóm lại chỗ này ha. Niết bàn là pháp vô vi nên không thuộc khổ thánh đế, không có khổ thọ, không phải khổ tướng. Pháp thuộc khổ thánh đế thì có khổ tướng, pháp hữu vi thì có khổ tướng, không nhất thiết thuộc khổ thánh đế. Có gì sai thì thầy Dũng chỉnh lại không, chứ tôi viết mấy cái gì mà nó mang tính chất chặt chặt chẽ vậy tôi cũng run tay lắm. Ok. Ok, tiếp anh. Một trong những cái nguồn tài liệu mà tôi có copy qua bên phần chat của quý vị là có một lần tôi hỏi thì Dũng á, thì lúc đó tôi không nhớ là tôi là cái người tự vẽ ra hay là ổng là cái người tự vẽ ra để ổng đưa cho tôi cái sơ đồ van. Thì cái lúc đó mình nhìn cái sơ đồ rồi mình đọc những cái dòng của ổng thì mình biết như vậy thôi. Cái bây giờ mình lật dở lại cái chỗ đó, cái mình truy nguyên lại
cái mình diễn lại bằng lời. Bây giờ mà kêu tôi từ cái lời này mà tôi vẽ thành cái hình là tôi vẽ không được á. Cũng phải ngồi mò một chút. Ok nè, tiếng Anh ghi xong nè, các quý vị khác làm sao? Trời ơi, thì Dũng ghi câu đó là lộ câu hỏi hồi nãy rồi. Trời ơi, chắc thằng nó chưa biết đâu. Chắc thằng nó chưa biết đâu. Thì không nhất thiết thuộc khổ thanh đế. Thì ở đây mình mở ngoặc ra, mình ghi là tập khổ thanh đế. Biết rồi không? Biết cái gì nè? Chứ tiếng Anh nó chưa biết đâu, thằng Tết nó cũng chưa hiểu đâu. Tiếng Anh thì chưa biết là đúng rồi. Câu hỏi hồi nãy đó, sao mà kể ra quá chừng trời không có sót một cái mặt mo nào á, mà trừ cái thằng Tham ra đó. Thằng Tham nó thuộc cái thằng tập khổ thánh đế. À, nước sông không phạm nước giếng. Được không? Giờ này chắc Tốt hiểu nè. Còn tiếng Anh mà thấy còn lùng bùng rồi xong luôn. Anh em tự tự chat với nhau không? Ừ, đâu có khổ thánh đế đâu, chỉ có đi luân hồi thôi hả? À, trời, cái đó nó khỏe biết là bao nhiêu luôn. À, đi luân hồi còn hơn chịu khổ, trời ơi. Ok, béo còn không? Nãy giờ còn ghi kịp béo. Thôi mà là tha mồi đó. Là thêm đúng không? Ừ, tha mồi mà. Cái gì mà đụng tới cái ngôn ngữ bàn bàn nhậu là tiếng Anh nó xuất hiện liền. Nhạy lắm. À, tiếng Anh ha. Không có khoan này, là không khoan nó cười tiếng Anh này. Vậy là con hiểu chưa Tốt ơi? Thương hàng nhỏ. Rồi chưa hiểu ha, rồi kéo lại. Nè, thấy cái phần này không? Khổ thánh đế theo vi diệu pháp, ở cái cách dịch của sư Tịnh Sự, ngoài tham, tại vì tham nó là tập khổ thánh đế. Mà vậy đó. Hồi nãy người ta có show lên rồi đó. Đây là học sinh chỉ muốn đạt loại khá giỏi, không muốn đạt học sinh xuất sắc, không thèm coi tới phần đọc thêm. À, ok. Ừ, đúng rồi, cái phần đó đâu có cần ghi. Ừ, ok, để chậm lại chút ha. Rồi, còn ghi không? Để chờ.
ok, coi lại xíu đi. Béo cũng kịp nè. Ừ, đúng rồi chứ anh. Ừ, đúng rồi. Đừng có đen nữa nha. Đen tới đó được rồi. Không. Đen tới đó là đủ vốn liếng để tu tiến rồi. Thằng Tân với thằng Tốt nhiều lúc nó cũng cảm thấy bất ngờ không? Có mấy này mà đọc được suy nghĩ sao? Mà có lắp cái máy dò nào bên nhà không biết nữa. Lòng dạ quý vị nông sâu khó lường lắm. Tôi chỉ nói theo pháp thôi. Ủa, ồ hả? Ồ gì ta? Thằng Tốt nó trì cái gì, nó không trì, nó đi trì cái tiếng ồ của thằng Tân. À, luôn tại nhà hàng. Lúc thầy khui hàng với thầy nhá hàng gì thầy khui luôn hết trơn rồi. Ông nói để lâu nó quên thì cũng chỉ có tôi giải thôi, mà nó quên hỏi tội nghiệp nó. Kịp chưa tốt ơi. Cái gì vậy? Mà cái gì? Thầy sao? Con đang hỏi cái gì? Tốt nó chưa có hòa nhập vào được cái dòng đố và giải đố và bị lộ cái đáp án đố. Mà công nhận nóng nó làm cho người ta khờ thiệt quý vị. Có những cái lúc mà nóng mà tôi hả họng không á. Rồi sáng này nhìn mấy cái đứa nhỏ nó chơi đó, mà có một cái thằng ú á, thằng nó mập nhất á, u là trời, nó nằm xả lai trên võng luôn à, nó đơ luôn. Nó nói cô hai ơi, con dì hai đôi con nóng quá con không có làm gì được luôn á dì hai ơi. Nghĩ mà thương á. Kịp chưa tốt. Tốt mà nó còn chưa hiểu là mình diễn lại cái đoạn mà hồi nãy có trong ghi hình nè. Tập khổ không thuộc khổ nhưng vẫn có khổ tướng. Cái đó là thầy nhắn thêm bên cạnh ba cái dấu cộng này của cô. Ừ, đó. Tuyệt
Tại vì ở đây mình đang nói về khổ thánh đế thì cô chỉ tóm lại cái này thôi, thì thầy nhắn thêm chỗ đó. Thằng đang nhắn nữa nè. Bữa nay mình bung ra cho hết cái bàn tiệc dày khổ đau đi không? Ồ cái gì vậy Tân? Con ghi khổ là nó lộn tùng phèo nữa. Pháp hữu vi thì có khổ tướng ông Bèo ơi. Trời ông làm ơn ông thêm cái chữ tướng vô giùm tôi. Vừa mới nói cái đợp ở phía trên á. Trời đất ơi thiệt hả chứ à. Nó xuống đây cái nó tóm lại cái nó rối xà nồi nữa. Rồi vậy lần thoát không hiểu, lần tân không hiểu. Thiệt luôn á. Pháp hữu vi thì vô thường, khổ vô ngã. Cái chữ khổ trong pháp hữu vi đó là khổ tướng. Đức khá lắc khá ná. Chốt chưa? Đây. Được chưa hai ông Bèo? Thiệt chứ. Sợ hãi và khiếp đảm luôn á. Tiếc anh nó cập nhật tình hình của hai anh nó trên từng cái số luôn, mà nó quên cập nhật tình hình của thằng em nó. Thằng em nó mình đâu biết còn hiểu không nữa. Con thương thì con phải thương cho điệu biết không Tiếc anh. Rồi mình đến cái phân loại tiếp theo nè. Quý vị sắn vô ba cái phân loại ở trên không? Mà quý vị chốt đơn được tới đây rồi thì những cái phần dưới nó dễ. Phần dưới nó dễ. Tốt nhắn nữa nè. Hồi hộp và chờ đợi. Khổ tâm thôi không? Này giống như là nó nhét chữ vô trong miệng của các bậc thánh gì đó. Nó muốn khổ nào là nó nghĩ khổ đó thôi. Cốc cần biết luôn. Cũng đang suy nghĩ. Béo cũng đang suy nghĩ. Còn nhắn nè. Ủa cái gì vậy bé? Khổ tướng chứ không phải là khổ tưởng. Cái gì vậy bay? Trời nóng quá. Bay có vấn đề hả bay? Có đứa nào ngồi tới bên rốt cho nó ly nước cho nó hạ nhiệt coi. Mâm có bên đó không? Khổ ghê vậy đó. Nãy nhìn lộn nữa ha. Ô là trời á. Vậy là tôi biết từ đây về sao trong cái lớp này là tôi sẽ căng vô cái tốc độ của nó, chứ phải tôi căng vô cái tốc độ của con Di. Cô đã đặt lộn vào chỗ rồi. Cô xin lỗi nha. Rồi. Cái này là trong cái từ điển pháp số ha. Khổ
Dukkha thì được phân là khổ thân, khổ tâm. Cái này thì nó mang tính chất gần gũi đời sống, chế định thân thuộc chút xíu thôi quý vị không? Tại vì khi mình học siêu lý thì mình biết tâm thì nó thuộc cái thằng ưu, chứ không phải là thằng khổ nữa. Nhưng mà cũng xài tạm được đỡ mùa mưa chứ bộ. Đau khổ về thân, đau khổ về tâm, nói vậy người ta dễ hiểu lắm. Chứ mình vô mà mình bắt bẻ người ta không phải. Tâm là phải ưu, thân là phải khổ. Người ta chửi mình khùng đó. Không, nó dễ sử dụng. Rồi cái này nó liên quan 17, 18 mà. 17, 18 là cái số thứ tự của cái nội dung đấy trong cái cuốn sách đó con. Rồi. Bây giờ nó liên quan đến cái chỗ mà Tuyết Anh nó tính nghĩ đen hơn cả chữ đen hồi nãy nè. Rồi. Thì có cái cách phân loại nữa là phân loại theo ba. Theo ba chị. Thì dukkha, khổ đau, thì nó là khổ khổ. Dukkha, dukkhata, khổ chồng khổ. Thì nó bao gồm gì? Bao gồm các đau khổ bắt nguồn từ thân và tâm như sanh, bệnh, già, dư chữ bệnh ha, chết, buồn rầu, đau khổ, tuyệt vọng, lo lắng, thất vọng, phiền muộn. Tức là sao? Đã có cái thân này đã khổ rồi, mà còn thêm mấy cái thứ mà chịu cái sự khổ vì bệnh nữa, vì già nữa, nhăn nheo xấu xí rồi nữa, không cái bụng mỡ nó sệ xuống nữa, đó, khổ khổ liền. Rồi hoại khổ, viparinama dukkhata, tức là những cái sự đau khổ do mất mát, do tàn hoại, do chia lìa, mất người thân yêu nè, chia xa điều mình mong muốn, hài lòng, ước ao, tội nguyện nè, kết thúc một trải nghiệm hoặc là một giai đoạn thú vị trong cuộc sống. Cái này mà sau này Tân nó quay trở về Sài Gòn là nó hoại khổ liền. Bao nhiêu những kỷ niệm không? Ấp ôm ghi vào từng trang nhật ký lưu bút ngày xanh. Trung tâm Chí Dũng mà về mà để lỡ hết vậy. Hoại khổ liền. Xa những thứ thân thuộc, thân quen như là cái hũ... cái hũ gì ta? Kháng sinh tự nhiên. Đó. Hoại khổ liền. Trời ơi. Rớt từng cục mỡ luôn. Bao nhiêu mỡ còn lại trên thân là nó rụng đập đập luôn. Hoại khổ. Rồi cái số 3 là hành khổ. Bao gồm cái sự đau khổ do ngũ uẩn. Tức là có cái thân này sinh ra cái cuộc đời là khổ rồi. Hứa hẹn một cái sự khổ rồi. Cầm chắc cái sự khổ rồi. Mọi thứ do nhân duyên sanh lên và biến hoại bởi nhân duyên. Đây mình hiểu là duyên đó nha quý vị, chung phải riêng mỗi gì cái nhân duyên ha. Không thể duy trì trạng thái ban đầu ổn định. Đó, thì có cái sự biến hoạt như vậy, có cái sự tạo tác như vậy, có cái sự liên tục vận hành như vậy là hành khổ. Sankhara dukkhata. Khổ chia ba. Được không? Đó, là coi như là tất cả những cái sự phân loại về khổ mà nó có mặt trên cái thị trường hiện nay đó là đã có trong bộ sưu tập của quý vị hết rồi. Muốn nương theo cái kiểu phân loại nào để tu tiến cũng được, tùy chọn luôn. Bộ khổ nữa ha, hai mấy chi ha. Cái đó chắc phải dành cho con đó con. Thì con nặng đô quá, từ nãy giờ còn chờ cái đó đúng không? Chứ Tiết Anh tới đây là nó đen dữ rồi, không? Nó đen còn hơn cái tiền đồ của chị dậu nữa mà. Ai mà còn sáng dữ quá đó thì về tìm thêm cái bộ mà Tân nói nghe.
Là con đó Thiết Anh. Con có cần thể Dũng viết một cái đơn để mà xin con cấp con xuống chứ ở gần Tân không? Thế anh chắc chưa hiểu. Vậy để ngày mai cô dặn Phước Hoan đó Tâm à, mình đã lỡ có nhiệt như vậy rồi thì mình đứng kế bụng của con Tân, hiểu không? Chứ hồi xưa đó, cái thời những năm 90 mấy đó quý vị, là người ta phải mua những cái đai để người ta ràng ở trong bụng để mở nó tan á. Giờ có sẵn nguyên một cái cục nhiệt vậy, để mai cô kêu Phước Hoàng nó đứng gần gần bụng của con Tân, hiểu không? Rồi quý vị nào ghi xong rồi thì nghỉ ha, tối không biết nó kịp không nữa, nó chờ mà mọi người giảng mọi người vui nó. Rồi ok ghi đi bé. Cô mà hỏi tốt là con phải hỏi gì liền nha Tiếng Anh. Không à. Bởi vậy mới thấy Duyên nó dễ nuôi, đi đâu không có anh em hết trơn. Anh em thú dữ không á, em này mà chỉ có cậu Tiết Anh mới dám đụng thôi á. Cái tốt hay hỏi gì thêm trước khi nghỉ thì xin mời ha. Nhận nè. Ừ, cái 18, ok. Chờ coi nha, tốt hỏi gì ha. Hồi xưa, sư viên Minh giảng khổ. Vì khổ là cái khổ do ảo tưởng. Nghĩa là mà không đúng như nó là. Mình bị vô minh che lấp, không thấy khổ nó ra sao thì nó có giống với cái khổ tướng không, sao tôi biết. Trời ơi, sư giảng phải đi hỏi sư. Bữa nào rảnh rảnh tạt qua hỏi sư không. Sao
Cô còn giảng y cứ theo những cái đầu mối này nè. Hả không? Nó y chia này nè. Còn cái lời của sư giảng là xếp vô cái chỗ nào? À. Cái sư nói con muốn xếp chỗ nào cũng được. Đã là khổ rồi thì như nhau. Phong cách đấy. Thương vậy đó. Sư biết là ở ngoài kia không có những người như tân, những người như tốt, gặp thuật ngữ triết học chéo qua chéo lại là thấy phê phê liền, chịu liền. Sư giảng kiểu phê phê liền. Chứ mà cái gì nó rõ ràng quá nó lại không hay á. Cũng có sách ha, nhưng mà sách cũng không có nhiều, không có xịn lắm, mà mua nha chứ không phải sách thánh nha. Quý vị biết sao mà tôi rành vậy không? Tại có lần tôi đi lạc qua bên đó, tôi đi chùa Bửu Hoàng mà tôi đi lạc qua chùa Bửu Long. Cái thời còn mới mẻ quý vị hiểu không? Mà mù đường, nghĩ sao mà lạc từ một cái chùa bên quận 9 mà một chùa bên Thủ Đức kìa, tôi cũng không hiểu luôn. Tôi vô tôi lựa sách như đúng rồi quý vị. Tôi nói ủa sao cái cảnh này nó không có quen. Cái cảnh này nó không có quen. Sách là thương mà để trên bàn rồi xong mà vô lụm mà bỏ vỏ thôi mà. Sao bữa nay sách để tủ đồ nữa. Tủ kính đồ nữa. Mà có giá nữa chứ. Còn có bán đi mấy cái đồ ăn đồ nữa. Rong biển đồ này kia đó. Cái tôi nói ủa sao chùa nó thay đổi dữ vậy. Ôi là trời đó, tôi ra tôi hỏi không sao ôm, đúng không phải con ơi. Tôi phải bắt một cái cuốc xe ôm, tôi chạy lên trên quận Thủ Đức. Trời đất quỷ thần ơi. Bị hài lắm quý vị. Kể từ sau cái lần đó là không có sai nữa. Sao mà dám sai nữa? Làm sao mà sao cái kỳ này lận thân nó không dám mập nữa đó. Là coi như thành tựu không. Rồi thôi. Nghỉ. Bye bye quý vị. Bye bye, giữ gìn sức khỏe. Hẹn ngày mai gặp lại, tới ai có canh thức coi đề thì cũng nhớ ngủ nha. Để mình coi cái đề mình chuẩn bị cho đã, mai thức dậy không kịp. Gớt luôn. Chuyện đó bi hài lắm nghe không? Còn bi hài cái chuyện mà tôi đi lạc đó nghe không? Rồi, bye bye.